một thành phố đã lên đèn rồi anh chị, mọi người đi lại rất là tấp nập luôn đó. Một cái không gian tại thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Và hiện tại là hôm nay thì do là một cái ngôi biệt thự anh chị, nó rất là ngợp cũng như là rất là rẻ, và hái một cái dòng tiền khủng tại một cái vị trí con đường này đó, nên là Lộc cũng cố gắng hết sức để mà tranh thủ đẩy nhanh tiến độ để mà bán cái biệt thự này cho chủ anh chị đó. Thì hiện tại là Lộc đang có mặt trên con đường là Nguyễn Văn Khối anh chị ha, thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Và con đường Nguyễn Văn Khối này nè, nó sẽ thông thương nối liền ra con đường là Lê Văn Thọ, cách đây là chỉ vài trăm mét thôi, 400 mét là mình ra được ngã tư Lê Văn Thọ, giao nhau với lại con đường Nguyễn Văn Khối này và đường Lê Văn Thọ. Vị trí chính xác là ngay công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp anh chị. Đấy, một vị trí cung đường ha, rất là phát triển, rất là tiềm năng. Và cũng như là cách con đường Quang Trung là chỉ thêm là 100 mét nữa thôi, là vị trí này cách đường Quang Trung là chỉ 500 mét anh chị. Và cái đặc biệt thứ hai thì vị trí này nè anh chị, cách đây 700 mét là có một cái khu biệt thự villa đơn lập, song lập, đẳng cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, dao động là khoảng là vài chục tỷ cho một căn villa anh chị. Cách đây là 700 mét thôi. Tên chính xác là Cityland anh chị. Cityland là một cái khu đô thị villa đẳng cấp khủng khiếp tại quận Gò Vấp rồi. Nó là bậc nhất rồi anh chị ha. Và mình đang nằm ở một vị trí là chính giữa, giữa một khu biệt thự villa và một cái tuyến đường ngã tư Làng Hoa Gò Vấp anh chị. Đấy, mình đang vị trí là một chính giữa anh chị ha. Và hôm nay thì nó có một đặc biệt như thế này, là một cái ngôi biệt thự anh chị, có dòng tiền gần 100 triệu tại vị trí mặt tiền đường này. Giá hiện tại đang rất là tốt, rất là tốt để mà đầu tư và mua về để mà kinh doanh anh chị ha. Với hai mặt tiền đường, hai mặt tiền đường, đường đông quá nên là khó đi xíu anh chị. Với hai mặt tiền, một là con đường là Nguyễn Văn Khối, hai là con đường đường hẻm anh chị ha. Với hai mặt tiền luôn. Đấy anh chị nhìn thấy nè, một vị trí rất là có thể kinh doanh tuyệt vời. Và hiện tại thì đang có mức giá cho thuê là gần 100 triệu anh chị, gần 100 triệu. Đấy, về kết cấu xây dựng ngôi biệt thự này nè, đấy anh chị nhìn thấy nè, một trệt 4,5 tầng anh chị, 4,5 tầng. Một cái vị trí mà Lộc cho rằng thì ở đây mà tầm với giá là chưa đến 30 tỷ thì đây là một cái biệt thự đáng để mà mua về đầu tư kinh doanh cũng như là hái ra một cái dòng tiền tại vị trí này rồi anh chị ha. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị vào ngôi biệt thự để mà khám phá những gì bên trong, để xem cho cô chú anh chị là mở mang tầm mắt cũng như là xem nó có phù hợp nhu cầu vị trí cũng như là về mà tài chính của anh chị hay không ha anh chị. Rồi thì trước khi vào ngôi biệt thự thì Lộc cũng mong là quý cô chú anh chị là đăng ký cho Lộc một đăng ký để mà giúp cho Lộc có một cái tinh thần quay nó chi tiết hơn và đầy đủ thông tin nhất có thể anh chị ha. Rồi Lộc Bất Động Sản xin mời quý cô chú anh chị. Rồi thì đây là một cái nhà trên, cái phòng trên của ngôi biệt thự anh chị ha. Thì ở đây Lộc cho rằng mình có thể làm một cái sảnh anh chị, một cái sảnh tiếp tân để phục vụ cho khách hàng đến anh chị ha, rất là rộng rãi luôn, rất là rộng rãi. Và ở đây ha, mình có thể là kinh doanh rất là nhiều ngành nghề, ví dụ như là spa nè, rồi nhà nghỉ khách sạn nè, rồi nhiều ngành nghề khác nữa anh chị, đó, massage đó, nói chung rất là nhiều. Bởi vì ở đây là có tặng lên đến là 10 phòng ngủ anh chị, 10 phòng ngủ với một cái khuôn viên rất là rộng luôn. Và chưa kể là mình sẽ được hai mặt tiền anh chị, đó, hai mặt tiền. Và ở đường ở đây thì không có cấm giờ xe đậu anh chị ha, không cấm ngày cấm giờ đó, rất là thuận lợi cho mình luôn. Rồi thì bây giờ Lộc sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị về cái không gian của biệt thự này anh chị ha. Với một cái không gian, cái phòng khách rất là to đó, mình tận dụng mình làm một cái khu tiếp tân đó, được rộng rãi cũng như là rất là thoải mái để cho khách ngồi để mà chờ cũng như là thưởng thức một ly cà phê. Một cái không gian rất là sáng sủa anh chị. Đấy, với một cái tông màu trắng ha, kết hợp một bộ bàn ghế sofa, rồi tủ kệ tivi, nội thất rất là nhiều đó. Còn không gian này đó chính là không gian bếp anh chị đó, rất là rộng rãi luôn.
Đó, bên đây thì mình sẽ có là một cánh cửa, cánh cửa phụ này phía sau nè anh chị ha. Đó, được làm bằng thép CNC, đó, rất là chất lượng, rất là yên tâm về cái độ mà an toàn của nó anh chị. Thì không gian bếp mình á tông màu trắng ha, kết hợp những nội thất như là tủ kệ nè, rồi tủ lạnh nè, rồi kệ nè, đựng đồ nè, đó, rồi bếp nè, đó, hút khói nè, đó, đầy đủ hết anh chị ha. Một không gian bếp rất là rộng luôn, kết hợp một cái bàn đẳng cấp của người giàu, bàn đẳng cấp người giàu ha. Và nhà bếp với phòng khách thì không thể thiếu nhà vệ sinh anh chị. Ở đây mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ha. Đây nhà vệ sinh tận dụng ở bên dưới cầu thang nên là nó ở diện tích hơi hạn chế anh chị ha. Rồi thì không gian này thì mình sẽ có hai đường để mà lên trên, một là cầu thang bộ, hai là cầu thang máy. Thì cầu thang bộ thì được làm với chiều ngang khoảng là 1 mét anh chị, rộng rãi cũng như là rất là thông thoáng ha. Một là giúp cho mình có thể là đi nhanh hơn khi mà kẹt cái thang máy này, không phải chờ đợi khách ha. Thứ hai là mình có thể là làm lối thoát hiểm, đó, đảm bảo về cái đồ an toàn cho mình khi mà sinh sống ở đây cũng như là mình kinh doanh ở đây anh chị. Rồi thì bây giờ là Lộc sẽ là đi thang máy đi ha, bởi vì là tới 4 tầng rưỡi lần chị, nên là đi ở thang bộ này nó cũng hơi lâu anh chị ha. Rồi thì bây giờ Lộc xin mời quý cô chú anh chị nè. Đó. Thang máy của mình thì khoảng là đâu đó là 2 mét vuông nha, 2 mét vuông thôi. Đó, đây nè, 1 tầng nè, 2 tầng nè, 3 tầng nè, 4 tầng nè, đó anh chị ha, 2 mét vuông thôi. Nói chung là thang máy mình cũng không có rộng lắm anh chị, và nhu cầu của mình thực sự thì cũng không cần thiết để mà rộng hơn đâu anh chị ha. Đó, rồi thì đây là tầng 1 của mình anh chị. Wow, rất là nhiều cái công năng ở đây anh chị, một tầng thôi mà rất là nhiều công năng. 1 phòng ngủ master, 2 phòng ngủ master, 3 master room, 4 master room, đều là master hết chị. Tất cả đều có công năng như một phòng master room hết anh chị. Đó. Rồi thì đây là phòng ngủ đầu tiên nè. Đấy. Một cái phòng ngủ gọi là master room anh chị ha. Đó. Được cửa sổ, làm cửa sổ để mà lấy gió lấy ánh sáng nè. Rất là rộng nè, nên là anh chị yên tâm về cái sự mát mẻ ở cái phòng này anh chị ha. Đó. Ở đây là miếng nhựa anh chị, nhựa giả đá ha, đó, nhựa giả đá. Còn đây là nhựa ốp gỗ nè, nhựa giả gỗ nè. Thì nội thất của mình bao gồm là 1 giường, hai bên là sẽ có là học tủ để được đồ ha. Ở bên đây thì sẽ có một cái học tủ, kệ tủ để mà trang trí nè. Ở đây là kệ tivi, đấy, học tủ đựng đồ, công năng rất là nhiều tại một phòng anh chị, đó. Rồi thì đây là được làm bằng cửa gỗ nè. Gỗ này là gỗ đỏ anh chị ha, gỗ gỗ đỏ nè. Ở đây thì sẽ có là một cái gian tủ quần áo rất là rộng anh chị, rất là rộng rãi luôn. Đấy, lên tính trần luôn anh chị ha. Đó, được thiết kế rất là bài bản anh chị. Ở đây là một cái khu để mà làm việc nè, cái bàn làm việc của mình nè. Đấy, đó, bàn làm việc ha. Tất cả nội thất ở đây đều được thiết kế theo phong cách hiện đại và cũng như là rất là sang trọng anh chị. Đó. Rồi thì đây thì mình sẽ không bao giờ thiếu được một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là quan trọng anh chị ha, một nhà vệ sinh tích hợp. Thì đối với lại căn phòng này thì Lộc cho là ngôi cái nhà vệ sinh thì nó tương đối là nhỏ anh chị. Đó, tương đối là nhỏ ha. Hạn chế ở đây là nhà vệ sinh tương đối nhỏ. Thì Lộc cũng không biết là quý cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng lớn hay không, nhưng mà đây thì Lộc cho rằng nó hơi nhỏ. Rồi, đây là phòng ngủ thứ hai. Đó, phòng ngủ thứ hai thì công năng sẽ chắc không bằng phòng ngủ thứ nhất rồi. Ở đây là có giường nè, hai bên đều có là kệ tủ nè. Rồi, ở đây là một cái không gian tủ quần áo nè, rồi kệ trưng bày nè. Đấy. Đó. Ở đây là có nhà vệ sinh nè. Đấy. Nhà vệ sinh này thì lại rộng hơn cái phòng ngủ thứ nhất, nhưng cái phòng ngủ thứ nhất nó lại rộng hơn cái phòng ngủ thứ hai này. Đó, công năng thì ở đây là còn thiếu một cái nơi để mà làm việc nè. Đó, bố trí nơi làm việc nè. Thì mình có thể là bố trí ở vị trí là
Một là vị trí này ha, à, một vị trí này thì mình sẽ có thêm công năng là phòng làm việc nữa. Rồi, đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba đầu tiên là mình vô là sẽ chạm được nhà vệ sinh. Đó, dán gạch lên tới là trần luôn. Đó, thiết bị vệ sinh hiện đại anh chị ha. Tương đối là còn cũng nhỏ anh chị. Đó, hạn chế ở đây là nhà vệ sinh nhỏ để tối ưu được cái diện tích của cái phòng ngủ anh chị. Đó. Rồi, đây là cái phòng ngủ thứ ba nè. Đó, một cái không gian rất là rộng luôn và đầy đủ nội thất tiện nghi. Đó, đầy đủ công năng luôn, máy lạnh, giường, rồi tủ quần áo đó. Và phòng ngủ thứ ba này nó sẽ có là, ủa thứ ba thứ tư, thứ ba đúng không, thì mình sẽ có là một cái không gian ban công anh chị. Đấy, một cái không gian ban công rất là mát mẻ luôn đấy, anh chị có thể là nhìn thấy thành phố lên đèn rất là hấp dẫn đúng không. Và ở đây anh chị nhìn thấy nè, cái tòa nhà hotel bên đó nè anh chị, một tầng nè, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng, bảy tầng, tám tầng. Ở đây là khu vực không giới hạn về số lượng là xây dựng trên dưới 10 tầng anh chị ha, không có giới hạn, nên là anh chị có thể là tùy thích, anh chị có thể là xin giấy phép xây dựng và xây lên nữa anh chị. Ở đây thì không bị hạn chế ha, tại vì ở đây là cách sân bay Sân Tân Nhất tầm khoảng là hơn 5 km, nên không bị giới hạn về cái tầm cao của ngôi nhà anh chị đó. Rồi thì tiếp theo Lộc sẽ dẫn anh chị đi tiếp ha. Đây là căn phòng thứ ba nè. Đó, công năng thì nó như nhau hết, nó là một phòng master room chứ không phải là một phòng bình thường. Rồi, rồi đây là căn phòng thứ tư. À, căn phòng thứ tư thì tương đối cũng không được rộng lắm anh chị. Đó, đây là nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì hầu như cũng như nhau hết chị, tương đối là không được rộng lắm đâu. Rồi, đây thì có là tủ quần áo nè. Một cánh cửa sổ mặt tiền hẻm nè, một cánh cửa sổ mặt tiền chính nè. Đó. Ở đây thì mình sẽ tích hợp được một cái bộ bàn để mà làm việc nè. Đó thì sẽ đầy đủ công năng vừa ngủ nè, vừa trang điểm nè, vừa làm việc nè. Tất cả mọi thứ ở đây đều được trang bị hết anh chị. Đó. Máy lạnh đồ sẵn hết rồi, đó, sẵn sàng hết rồi. Đó, thiết kế hầu như là làm bằng cái tấm này. Tấm này là cũng chưa biết là tấm gì. Đó, nhưng mà nó giống y cái tảng đá chị ha. Đó. Ở đây thì được được ốp nhựa PVC anh chị ha. Đó. Rồi thì đây là tầng phòng ngủ thứ tư rồi. Bây giờ mình sẽ lên tầng 2 anh chị. Đó, đây là cầu thang lên tầng 2 nè, nhưng mà Lộc sẽ không đi tầng 2 ha. À, hồi nãy đi cầu thang thang máy rồi, bây giờ đi thang bộ anh chị, đi thang bộ ha. Đó. Khi mình đi thang bộ thì sẽ có là đèn chiếu sáng khi mà có người anh chị ha, nhận dạng người đi qua thì sẽ chiếu sáng. Đó, nói chung là lớn tuổi thì mình đi cầu thang máy, còn có thể là nhỏ tuổi mình đi thang bộ để mà tăng cường được cái sức khỏe của mình anh chị ha. Đấy. Rồi ở đây là một phòng master, hai phòng master, ba phòng master. Rồi ở đây mình sẽ có được ba phòng ngủ anh chị ha. Và bây giờ mình sẽ vào phòng ngủ đầu tiên. Rồi. Đó, đây là một cái căn phòng ngủ đầu tiên nè anh chị. Đấy. Rồi, công năng là một bàn tivi, kệ trang trang trí, một giường gỗ, hai tủ bên hông. Đó. Và ở bên đây thì nó sẽ là một cái tủ quần áo rất là to, lên tới trần luôn. Và ở đây là một cái bàn làm việc anh chị. Oh, cái phòng rất là rộng rãi cũng như là rất là thoáng luôn và đầy đủ công năng. Cái đó mới là cái quan trọng anh chị. Đó, được. À, này là dán tường nè, ốp nhựa nè. Đó, và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì hầu như cái nào cũng như nhau, nên là Lộc không giới thiệu nhiều. Rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ, ô, gì vậy? Gió quá. Gió quá anh chị. Rồi, đây là phòng ngủ thứ hai của tầng 2 anh chị ha. Là tổng cộng là mình đã vào được là ở dưới là 4 phòng ngủ. Ở đây là một phòng ngủ, là 5 phòng ngủ, đây là phòng ngủ thứ 6 anh chị. Đây là phòng ngủ thứ 6 ha. Thì sẽ có là tủ quần áo, rồi máy lạnh, rồi giường gỗ, đó, rồi bàn làm việc, đó, tủ kệ trang trang trí. Ở đây là cửa sổ mình nhìn ra mặt tiền thứ hai nè anh chị. Và ở đây là không gian ban công nè. Wow. Ôi trời ơi. Ban công ở đây nó rất là rộng và rất là mát anh chị ơi. Rất là mát luôn. Lộc vừa mới lên và cũng như là vừa trải nghiệm với lại anh chị luôn, chưa xem trước luôn anh chị.
đó, một cái ban công sân thượng rất là rộng luôn nè. Ở đây thì mình có thể là làm một cái bàn tròn để mà ngồi mình hóng gió ban đêm nè anh chị. Gió rất là mát luôn, có thể là nướng thêm BBQ nữa anh chị. Đó, một cái không gian rất là rộng rãi anh chị. Đó, anh chị nhìn kết cấu xây dựng nè. Đấy, nó là một cái căn biệt thự đẳng cấp rồi, không phải là căn biệt thự bình thường nữa anh chị ha. Đó. Rồi, tiếp theo. Thì hiện tại là Lộc đã cho anh chị xem được 6 phòng ngủ rồi ha. Đó, phòng ngủ nào cũng sẽ có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì tương đối là chu vi tầm khoảng 2 đến 3 mét thôi, không có rộng anh chị ha. Rồi, đây là căn phòng ngủ thứ 7 nè. Đấy, căn phòng ngủ thứ 7 thì cũng tương đối là nhỏ hơn so với các phòng khác ha. Bởi vì là cái ban công nó Lộc thấy là cho rằng nó hơi rộng nên là chiếm diện tích của phòng ngủ này nè. Nhưng mà đã đầy đủ công năng rồi, máy lạnh nè, tủ quần áo nè, tủ kệ rồi để trang điểm nè, giường nè. Ở đây thì thiếu cái bàn làm việc ha. Khả năng là ở đây là cái bàn làm việc chứ không phải là chỗ để mà trang điểm rồi. Vậy là trang điểm thì mình sẽ bố trí chỗ khác ha. Hoặc là mình không có làm việc ở đây thì mình trang trí ở đây là một cái nơi để trang điểm nè. Đây, đã đầy đủ công năng hết chị. Nhà vệ sinh thì như nhau hết. Đó. Rồi, hiện tại là phòng ngủ thứ 7 rồi đúng không? Bây giờ Lộc sẽ dẫn anh chị lên trên tầng 3 chị. Tầng 3 ha. Đó, bây giờ mình đang đi trên tầng 3 nè. Rồi, tầng 3 mình cũng sẽ có là 3 phòng ngủ anh chị. Một phòng ngủ nè. Hai phòng ngủ nè và 3 phòng ngủ nè. Rồi thì Lộc dự đoán là 3 phòng ngủ này giống như ở tầng 2 anh chị ha. Đó, 3 phòng ngủ này khả năng là giống ở tầng 2. Thì đều có công năng là máy lạnh, ở nhà vệ sinh, giường, rồi hai cái tủ hai bên, kệ tivi, đó, kệ trang trí. Đấy, tủ quần áo, rồi bàn làm việc. Đó. Vậy là mỗi tầng thì mình sẽ có một phòng master room. Đó. Thì Lộc cho là trong mỗi tầng thì có một cái phòng rộng hơn so với những phòng còn lại anh chị. Rồi, thì ở đây là phòng ngủ thứ nãy thứ 8 rồi, giờ thứ 9 anh chị. Thứ 9 ha. Đó, quần áo nè, nhà vệ sinh nè, gió nè, gió trời nè anh chị, mát quá trời mát luôn. Một bộ giường nè, rồi. Tầng này sẽ có một ban công nữa anh chị. Rồi. Ở đây là một cái ban công ở trên tầng 3 anh chị ha. Hồi nãy Lộc đứng ở ban công bên dưới kìa. Đó. Thì trên đây mình cũng sẽ có là ban công anh chị ha. Đó. Anh chị nhìn thấy nè, kết cấu xây dựng thì khỏi bàn luôn, rất là kiên cố và rất là chắc chắn anh chị. Đấy. Rồi thì đây là căn phòng ngủ thứ 8 hay thứ 9 ta? Thứ 9 rồi. Bây giờ sẽ là căn phòng ngủ thứ 10 anh chị. Wow, ở đây có một cái kính ha. Nhà vệ sinh, giường, tủ quần áo, trang điểm, đó, máy lạnh, đấy. 10 phòng ngủ rồi anh chị, 10 phòng ngủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ lên tầng 4 ha. Mình còn một tầng 4 nữa, mình xem là trên tầng 4 nó sẽ có gì đây. Đây. Ánh đèn luôn tiếp đón chào Lộc, nên là mỗi lần Lộc đi tới cầu thang là đèn nó sáng lên anh chị ha. Đó. Oh, wow. Ở đây là tầng 4 anh chị, một cái không gian rất là rộng luôn. Ở đây mà làm một cái phòng trà thì Lộc nói rằng thì nó rất là tuyệt vời rồi. Mình đã có cầu thang rồi anh chị, mình làm một phòng trà thì tương đối rất là đơn giản rồi. Không gian rất là rộng rãi luôn nè. Đó. Không gian mở. Đó. Đèn chiếu sáng luôn. Ôi. Quá trời mát luôn chị, rất là mát mẻ luôn. Một cái không gian ở đây thì Lộc cho rằng đâu đó là khoảng hơn 100 mét. Đó, rất là rộng luôn. Mình có thể là làm một cái nơi để mà kinh doanh phòng trà, hoặc là một cái nơi để mà cà phê. Rất là lý tưởng rồi anh chị ha. Đấy, còn nữa không ta? Hình như còn nữa. Còn nữa, còn ở phía trên là cái gì kìa. Ở trên này là đủ tắm luôn anh chị.
ở trên này đủ 8 luôn, là coi như là mình sẽ là có 4 tầng rử anh chị ha. Ở trên là để bỏ những cái như máy lạnh nè, rồi bồn nước nè, rồi hệ thống xử lý nước ở trên. Đấy, là mình sẽ có 4 tầng rồi, và 10 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, tất cả nhà vệ sinh riêng biệt tích hợp trong phòng ngủ anh chị ha. Và điều đặc biệt thì ở đây nó hầu như là phòng master room hết anh chị, chứ không phải phòng ngủ bình thường rồi. Công năng rất là đầy đủ trong một cái phòng ngủ anh chị ha. Đó. Bây giờ là phải đi thang máy xuống anh chị. 4 tầng rồi. Bây giờ phải đi thang máy chứ mà đi thang bộ camera chửi em luôn á. Thật sự thì tầng 2, tầng 3 thì không biết, nhưng mà có cái thang máy rất là hay anh chị. Tại vì người mà lớn tuổi á thì thật sự là rất là cần một cái thang máy, bởi vì xương khớp họ là không có còn như mình nữa anh chị. Xương khớp họ không có còn mà cứng cáp, khỏe mạnh như mình nữa, nên là có thang máy rất là một cái lợi thế cho một cái ngôi nhà từ 2 tầng trở lên anh chị. Đó. Ở đây là Lộc cho thấy là hạn chế ở đây là không có phòng ngủ ở tầng trệt anh chị. À, thì nếu mà có người lớn tuổi hoặc là người lao công hay như thế nào đó thì sẽ không có cái phòng riêng để mà ở dưới tầng trệt để mà tiện dụng mà lau chùi hay là quản lý nè. Lộc cảm thấy là nó đang hạn chế ở vị trí đó anh chị ha. Đấy. Rồi. Đã quay trở lại là một cái không gian phòng khách của căn biệt thự rồi. Thì bây giờ Lộc sẽ tổng kết lại thông tin cũng như là báo cho anh chị một cái giá luôn. Rồi thì hiện tại là căn biệt thự này với vị trí là nằm ngay đường Nguyễn Văn Khối ha, thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Với diện tích là 130m2, toàn bộ là thổ cư anh chị ha, đã hoàn công đầy đủ rồi. Chiều ngang là 7m5 và dài là 18m. Về hiện trạng xây dựng thì với kết cấu là 4 tầng và 1 tấm anh chị. Thì ở đây thì sẽ có là 10 phòng ngủ nè. Những phòng ngủ đều có nhà vệ sinh tích hợp ha, đầy đủ công năng tiện ích như một phòng master room. Và phòng khách nè, phòng bếp nè, và thang máy nè, công năng rất là đầy đủ rồi. Và nằm ngay vị trí là hai mặt tiền đường, có thể kinh doanh rất là tốt luôn. Một mặt tiền là đường là Nguyễn Văn Khối ha, một mặt tiền là đường hẻm ha. Đấy. Đó, một mặt tiền là đường hẻm. Thì ở đây là cái điều mà đáng nói là không bị là giới hạn xây dựng anh chị ha. Nên là mình có thể là lên thêm khoảng là 5 tầng, 6 tầng nữa vẫn bình thường anh chị. Và với vị trí thì rất là đắc địa, nằm ngay vị trí chính giữa của làng hoa quận Thủ Đức, làng hoa quận Gò Vấp ha. Cũng như là bên đây là khu Cityland, khu biệt thự đẳng cấp bậc nhất của quận Gò Vấp anh chị. Một vị trí cung đường, nói ra đường Lê Văn Thọ chỉ với là 400m thôi, và đường Quang Trung chỉ với là 600m thôi anh chị. Vị trí rất là tốt để mà thuận lợi kinh doanh luôn. Rồi thì căn biệt thự này nè, hiện tại là đang xe cộ rất là nhiều nên là có thể là ảnh hưởng đến cái chất lượng camera anh chị ha. Đó, thì căn biệt thự này nè anh chị nhìn thấy nè, hiện tại là đang có mức giá là từ 30 tỷ xuống còn 27 tỷ anh chị. 27 tỷ cho một cái khu vị trí VIP như thế này, có thể là cho thuê dòng tiền rất là cao, cũng như là rất là sầm uất để cho mình tự mình kinh doanh luôn. Thì với giá 27 tỷ anh chị nào cảm thấy là phù hợp với nhu cầu nè, phù hợp với vị trí nè, phù hợp mục đích, phù hợp tài chính thì hãy liên hệ cho Lộc ha. Lộc sẽ hỗ trợ cho anh chị về việc là giá nè, pháp lý nè, và đặc biệt là giúp cho cô chú anh chị là giao dịch suôn sẻ nhất và tránh được rủi ro cho cái giao dịch này anh chị ha. Rồi, Lộc Bất Động Sản kính chúc quý cô chú anh chị một ngày thật lành lành và tràn đầy phúc. Lộc Bất Động Sản xin chào.